Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc yếm cởi trẻ sơ sinh hoặc là còn gọi là xây của trẻ em. Đầu tiên các bạn sẽ in cho mình một chiếc mẫu, vì đối với các sản phẩm của trẻ sơ sinh thì rất là nhỏ nên các bạn có thể in sẵn cái mẫu và pattern để chúng ta cắt để cho việc làm các sản phẩm này sẽ đơn giản hơn. Đây là mình sẽ hướng dẫn cho 10 bạn là mới học may nên các bạn sẽ không phải đo cắt nên rất là đơn giản. Sau khi đã cắt xong cái mẫu thì các bạn sẽ chuẩn bị vải. Vải thì các bạn sẽ gập đôi vào và chúng ta in mẫu lên vải. Các bạn có thể lấy phấn may, phấn hoặc là bút để chúng ta vạch đường lên để thì chúng ta cắt. Vậy là chúng ta đã in xong mẫu lên vải và bây giờ thì chúng ta thực hiện công đoạn cắt. Và khi cắt cái bây giờ chúng ta đang cắt đến cái cổ cổ của trẻ sơ sinh rất là nhỏ, vì vậy cái đường này cũng rất là nhỏ. Khi cắt phần ngoài thì các bạn cứ chừa cho mình từ 1 đến 2 cm để chừa đường may, hoặc là tùy vào cái mẫu mà các bạn in được thì các bạn nếu mà mẫu to thì các bạn thấy như đấy là đủ rồi, nếu bạn có thể không phải chừa đường may. Nhưng ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ trừ từ 1 đến 2 cm để chừa đường may. Và sau khi cắt xong thì chúng ta có thể chỉnh sửa cho nó đẹp một chút. Đấy, vậy là mình đã cắt xong cái mẫu để làm yếm. Đấy, đây là mặt phải của vải, mặt trái này. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu may. May thì các bạn sẽ đặt hai cái mặt phải của vải vào nhau và chúng ta sẽ may mặt trong. May thì các bạn sẽ để cho mình một khoảng trống ở giữa hoặc là để cho mình một khoảng trống để lát nữa các bạn nột lại sản phẩm. Việc may cái yếm này rất là đơn giản, vì vậy đối với những bạn mới học may thì chúng ta có thể thực hành dễ dàng việc này. Việc tự tay may cho trẻ những cái sản phẩm như quần áo hoặc là yếm thì cũng vừa tạo cho các bạn niềm vui, độ khéo tay mà còn giúp cho tiết kiệm và tự tạo cho mình những cái sản phẩm ưng ý theo cái sở thích. Hơn nữa theo cái lý thuyết về thầy giáo thì đối với những bạn mà đang mang bầu thì chúng ta học may vá thì cũng giúp cho trẻ sau khi sinh ra sẽ thông minh và khéo léo hơn.
Và sau khi chúng ta đã may được xong cái mặt trong thì chúng ta tiến hành cắt bỏ những cái chỉ thừa. Và chúng ta sẽ lột ra. Nếu như các bạn nào lột khó quá thì chúng ta có thể dùng dụng cụ những cái thước hoặc là những cái que dài để chúng ta luồn ở bên trong. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một chiếc bút. Đây là cái sản phẩm sau khi đã lột xong thì đã có hình dạng là tương đối giống một chiếc cái yếm hoàn chỉnh rồi. Các bạn nhìn hình cũng rất là yêu đúng không nào? Và sau đó thì các bạn sẽ mang là để cho cái sản phẩm nó im và để tí chúng ta viền cho nó tiện. Và khi các bạn làm xong thì nhìn cái sản phẩm của chúng ta rất là im ắng và nhìn cái đường may cũng rất là đẹp rồi. Và các bạn sẽ gập những cái chỗ mà chúng ta chừa ra chưa may, chúng ta gập vào trong. Ngập vào chúng ta sẽ là để cho im nếp. Chúng ta gặp cả hai bên mà. Và chúng ta là sau khi làm xong thì các bạn sẽ mang đến đi để viền, các bạn sẽ may viền. Và tùy vải mà các bạn sẽ sử dụng chỉ cho cùng màu. Ở đây mình sẽ cố tình để sử dụng vải khác màu, chỉ khác màu để cho các bạn dễ quan sát. Như vậy là các bạn đã nhìn thấy cái sản phẩm gần hoàn thiện rồi. Chúng ta sẽ phồng cái viền cổ nữa. Như vậy là chúng ta đã viền xong. Bây giờ nhìn sản phẩm của chúng ta đã hoàn thiện. Và bây giờ chúng ta sẽ dán
may miếng dán, hoặc là đối tùy từng các bạn, có thể các bạn có thể dùng gúc bấm hoặc là miếng dán để dán hai đầu của xoay vào. Ở đây thì mình sẽ dùng miếng dán. Bạn sẽ đo và cắt miếng dán sao cho phù hợp và các bạn sẽ dính vào. Mình tin rằng với sự thông minh và khéo léo của các bạn thì các bạn sẽ tạo ra những cái sản phẩm rất là đẹp. Chúng ta đã may xong một miếng về dán rồi, bây giờ chúng ta sẽ may miếng thứ hai. Như vậy là chúng ta đã may xong và bây giờ chúng ta thử dán ra xem cái sản phẩm của chúng ta sẽ như thế nào nhé. Các bạn sẽ dính vào, rất là đáng yêu phải không nào các bạn, mềm mại. Bây giờ mình sẽ lấy thử một chiếc cốc để thử, các bạn vòng vào đấy, nhìn sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Và mình hy vọng rằng với vài phút thôi thì các bạn đã có thể tạo ra cho mình những cái sản phẩm rất là đẹp như vậy. Là hôm nay thì mình sẽ đã hướng dẫn các bạn may một chiếc yếm của trẻ em, và hy vọng là mình sẽ trong các video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ có kích thước để các bạn sẽ tạo ra một những cái sản phẩm của mình, và rất mong các bạn ấn like và subscribe đăng ký cho video của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và chúc các bạn thành công.